ai mẹ trứng ăn không vậy? Hả? Cái gì? Cái gì? À đâu có phim, không thấy nào đâu. Không trứng sao không? Không, để nguyên vậy. Rồi cái mua cái cục gì chưa? Hả? Mua cục gì để em làm vậy? Sáng 8 giờ em ở đây, tối 10 giờ em ra khỏi đây về đâu em đi? Mm-hmm.